Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng toàn bộ quan chức cấp cao của Iran được tuyên bố thiệt mạng trong tai nạn trực thăng. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan họp mặt cùng các quan chức Israel. Israel khôi phục thêm thi thể con tin, sơ tán gần 1 triệu người dân Gaza khỏi cửa khẩu Rafah. cập nhật tiến trình bầu cử Tổng thống 2024, Tổng thống Biden nỗ lực thu hút lá phiếu của cử tri da đen trẻ tuổi với phát biểu tại Đại học Mohawk. Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Hoa Kỳ và Thế giới, tập trung cập nhật các thông tin nổi bật về Hoa Kỳ và Thế giới trong vòng 24 giờ qua. Hôm nay là thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2024. Tôi là anh Quang. Và tôi là Minh Kỳ. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần nội dung chi tiết. Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Foundation for Defense of Democracy FDD, thì vào ngày 19 tháng 5, trực thăng chuyên trở Tổng thống Iran là Ebrahim Raisi cùng Ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahian và một số quan chức khác đã bất ngờ gặp tai nạn và rơi trong vùng lãnh thổ nước này. Đến sáng ngày thứ hai ngày 20 tháng 5, theo giờ địa phương, truyền thông nhà nước Iran Me đã chính thức tuyên bố Tổng thống Iran được tin là đã thiệt mạng với Phó Tổng thống Mansouri cũng đã lên tiếng xác nhận điều này trên mạng xã hội. Theo báo cáo từ tờ Jerusalem Post, thì lực lượng cứu hộ Iran đã nhanh chóng khởi động quá trình tìm kiếm chiếc trực thăng gặp nạn với vị trí rơi được xác định thuộc miền núi phía đông Azerbaijan, gần thị trấn Tavin của Iran. Cụ thể, 20 đội cứu hộ, bao gồm nhân viên, máy bay không người lái và lực lượng quân sự Iran đã được điều động khẩn cấp. Tuy nhiên, quá trình này đã gặp không ít khó khăn do tình trạng thời tiết bất lợi, với sương mù dày đặc trên diện rộng và vùng địa hình hiểm trở bao quanh hiện trường vụ tai nạn. Truyền thông nhà nước Iran vào cùng ngày cũng cho biết Chiếc trực thăng đã rơi trong quá trình trở về từ một cuộc họp gần biên giới Iran và Azerbaijan, với sự hiện diện của nhiều quan chức cấp cao khác, bao gồm Ngoại trưởng Amir Abdullahian và người đại diện cho quyền giám hộ của luật gia Hồi giáo Mohammad Ali El -Hassam. Truyền thông Tasnim của Iran cũng đã đưa tin về sự nhập cuộc điều tra và tìm kiếm của nhóm các chỉ huy cấp cao thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC cùng Thứ trưởng Bộ Nội vụ Iran. Ngoài ra, theo báo cáo qua đêm thứ hai của Iran thì Nga cũng đã gia nhập cuộc tìm kiếm bằng cách điều động hai máy bay tiên tiến từ sân bay Zhukovsky đến Tabriz, đi kèm còn có hai máy bay trực thăng và khoảng 50 chuyên viên cứu hộ địa hình núi. Mặt khác, trong một cuộc họp gần nhất giữa tổng thống Putin và đại sứ Iran, ông Putin nhấn mạnh: "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự cố trực thăng liên quan đến lãnh đạo của Cộng hòa Hồi giáo Iran." Tổng cộng đã có trên dưới 100 đội ngũ giải cứu lớn nhỏ được các tổ chức như lưỡi liềm đỏ Iran điều động để tham gia cuộc tìm kiếm các nạn nhân. Nỗ lực của Iran cũng đang được hỗ trợ bởi hàng chục máy bay không người lái và các đội cứu trợ khẩn cấp từ các nước láng giềng hoặc liên minh quốc tế, bao gồm Nga và EU. Nhận xét về những diễn tiến này, chuyên gia B5 bên từ Viện Nghiên cứu FDD chia sẻ, Tổng thống Ebrahim Raisi là một tổng thống với đường lối lãnh đạo cứng rắn và bàn tay dứa máu ít nhất là kể từ năm ông 29 tuổi. Ông ta đã thất bại trong sự nghiệp, không bởi vì năng lực yếu kém, mà là bởi lòng trung thành và nhiệt huyết ngủ quáng. Những yếu tố này đã dọn đường cho sự góp mặt của ông trong danh sách kế nhiệm lãnh đạo tối cao 80 tuổi của Iran. Chuyên gia phân tích cấp cao của Viện Nghiên cứu FDD là Richard Goldberg cũng nhận định rằng đây là thời điểm để tận dụng mọi bất ổn tiềm ẩn bên trong Iran bằng cách phát động chiến dịch hỗ trợ tối đa cho người dân nước này chấm dứt mọi biện pháp giảm nhẹ trừng phạt đối với nhà cầm quyền tàn độc và buộc Tehran phải bước vào tư thế phòng thủ thay vì tấn công. Tính đến 10 giờ tối, theo giờ bờ Tây Hoa Kỳ, ngoài Tổng thống Ebrahim Raisi, các quan chức đã được xác nhận tử vong bao gồm Ngoại trưởng Amir Abdullahian và đại diện của Cơ quan Giám hộ Luật Gia Hồi giáo Miền Đông Azerbaijan là Mohammad Ali Elhassan. Trước mắt, một số chuyên gia phân tích đã dự đoán Iran sẽ cáo buộc Israel đứng sau cuộc tấn công đồng thời nỗ lực kiểm soát làn sóng dư luận cùng dòng chảy thông tin trong và ngoài nước theo đó tạo lập một bong bóng thông tin sương mù giúp những tổ chức khủng bố như hamas hay hezbollah có thể tiếp tục các hoạt động chống phá israel mà không bị ảnh hưởng đáng kể đồng thời đè nén làn sóng dư luận toàn cầu để lẩn tránh màu sắc hoảng loạn hoang mang và suy yếu của giới chức lãnh đạo trong nước giám đốc điều hành viện nghiên cứu fdd là mark dubowitz nhấn mạnh kẻ giết người hàng loạt Ebrahim Raisi và cộng sự của mình là Amir Abdullahian cuối cùng cũng có thể sẽ biến mất, mang đến tin tốt lành cho những người dân đang gồng mình chịu đựng ở Iran và Trung Đông. Ngày 19 tháng 5 theo đó cũng có thể sẽ sớm trở thành biểu tượng trong lịch sử Iran, đánh dấu cái chết của một tên đồ tể mang bàn tay dướm máu của hàng nghìn người Iran vô tội. Cũng vào thời điểm quan trọng này, Tổng thống Biden cần phải bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với người dân Iran và thực hiện chính sách hỗ trợ tối đa để cung cấp cho người Iran những gì họ cần nhất nhằm loại trừ chế độ tàn bạo này. Cũng vào sáng ngày 19 tháng 5, theo giờ địa phương, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã có cuộc họp mặt với các quan chức an ninh Israel về tiến trình thương lượng con tin cũng như các hoạt động quân sự của Israel ở cửa khẩu Rafah. Cụ thể, các đại diện Hoa Kỳ và Israel đã bàn thảo về những phương pháp thực tế nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu đánh bại Hamas cùng lúc giảm thiểu thiệt hại nhân mạng tại giải Gaza. Báo cáo từ phía Hoa Kỳ cũng đã nhấn mạnh những khúc mắc còn tồn động giữa lúc Washington vẫn đang tin rằng Israel chưa làm đủ để giải quyết các khó khăn về mặt nhân đạo với phía IDF ước tính đã khiến trên dưới 20.000 người dân Gaza thiệt mạng trong quá trình chống khủng bố. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia cùng nhà quan sát, thì con số này đã có thể cao hơn rất nhiều nếu không có nỗ lực kìm hãm thiệt hại, liên tục và hiệu quả từ Israel. Mặt khác, Israel đang làm mọi bước cần thiết để làm tiêu giảm thiệt hại nhân mạng, thông qua chiến lược tách rời dân số Gaza ra khỏi lực lượng Hamas. Cũng trong phiên họp mặt, Jake Sullivan đã tái khẳng định việc Hoa Kỳ chống đối một chiến dịch quân sự trên diện rộng ở Rafah, do e ngại, nó sẽ có thể đồng thời làm lan tỏa phạm vi của khủng hoảng nhân đạo, ảnh hưởng đến những vùng trú ẩn an toàn quan trọng của người dân. Ngoài ra, ông Sullivan cũng đã có thông báo tương đối ngắn gọn về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ với những nỗ lực của Israel trong việc tìm kiếm và đưa ra trước công lý những lãnh đạo tối cao của Hamas. Đáng chú ý, đó là tổ chức khủng bố Hezbollah cũng đã thực hiện đợt tấn công tên lửa mới nhất vào miền Bắc Israel, với thời gian tấn công được ghi nhận rất gần với chuyến thăm của Cố vấn An ninh Jake Sullivan. Hezbollah đã nhanh chóng thừa nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công với cơ quan truyền thông thân Iran là al -Mahedin. Tính cả cuộc tấn công này, thì Hezbollah được ước tính đã thực hiện 40 đợt tấn công liên tiếp vào Israel trong vòng 72 giờ qua. <laughs> nhận xét về hành động táo bạo của Hezbollah, chuyên gia Seth Franman của Viện Nghiên cứu FDD chia sẻ, nhóm khủng bố Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã gia tăng các cuộc tấn công vào miền Bắc Israel. Chúng phải bị ngăn chặn trước khi các cuộc tấn công kế tiếp xảy đến cũng như phải bị ép rút quân khỏi khu vực biên giới, theo đó tạo cơ hội để cộng đồng người dân Israel có thể trở về sống trong hòa bình sau hơn 7 tháng giao tranh. Nói về tư thế, cùng chiến lược của Hoa Kỳ trong vai trò đồng minh của Israel, chuyên gia Joe Chusman khẳng định Hoa Kỳ đang có xu hướng đắp bột bánh lên vết thương hở và đang làm tiêu giảm tính hiệu quả của Israel hơn là giúp đỡ nước này có những bước tiến thực sự. Trong khi Israel đang nỗ lực giành được chiến thắng, và mặc dù Hoa Kỳ đã cam kết sẽ đứng lên bảo vệ Israel, Chính tư thế sẵn sàng bảo vệ nhưng thiếu vắng cam kết đi đến một chiến thắng quyết đoán của chính quyền Biden hiện cũng đang được áp dụng cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga, rất có thể chính là tảng đá cản đường lớn nhất mà cả hai đồng minh Ukraine và Israel phải đối mặt. Vào ngày 18 tháng 5, thi thể của con tin John Benjamin cũng đã được IDF thông báo thành công mang về Israel. Lực lượng IDF cho hay, Dựa trên thông tin tình báo hiện hữu, IDF xác định John Benjamin đã bị Hamas sát hại vào ngày 7 tháng 10 tại ngã tư Melfau Sim, thuộc Israel, và đã bị Hamas đánh cắp thi thể mang về giải Gaza để trở thành một trong những thi thể của những con tin tử vong. Cũng vào ngày 18 tháng 5, theo giờ địa phương, một quan chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc đã thông báo gần một nửa dân số Gaza tị nạn tại khu vực cửa khẩu Rafah đã được thành công sơ tán đến những phân khu nhân đạo mới. Trong một thông báo trên mạng xã hội X, giám đốc điều hành tổ chức nhân đạo Ounza là Philippe Lazzarini đã xác nhận, kể từ ngày 6 tháng 5, đã có 800.000 người dân tị nạn thành công rời khỏi cửa khẩu Rafah. Phần lớn người dân đã đến khu vực Khan Yunis, số khác đã quay trở lại vùng trung tâm Gaza. Nhận xét về cập nhật mới nhất này, giám đốc điều hành viện nghiên cứu FDD chia sẻ, có vẻ như sự lên án của phương Tây dành cho chiến dịch Rafah đã được nhanh chóng thổi phồng và trở nên thái quá chỉ trong vỏn vẹn 12 ngày. Dẫu sao đi nữa, trong những ngày sắp tới, nếu nhịp hoạt động của Israel không bị kìm hãm hay trở nên phụ thuộc vào những hành động can thiệp sai thời gian, sai mục đích của chính quyền Biden, thì với tốc độ làm việc như trên, IDF sẽ có thể tiến hành triệt hạ 4 tiểu đoàn cuối cùng của Hamas đang trú ngụ tại Rafah. Một chuyên gia khác là Ben Cohen cũng đã có dòng tư duy tương tự, với nhận định rằng bất chấp rủi ro và những nguy cơ thường trực, Israel vẫn chọn ưu tiên việc đảm bảo an toàn cho người dân Palestine ở cửa khẩu Rafah, đặc biệt trong thời điểm mà bản thân Hoa Kỳ cùng nhiều đồng minh phương Tây đang cố gắng trói chặt tay của IDF. Về phần Ai Cập, thì đất nước này đang đóng một vai trò kém hữu ích hơn bao giờ hết. Thông qua việc 5 lần 7 lượt từ chối cho phép người dân Palestine được sơ tán vào vùng lãnh thổ của mình tại vùng thông thương, cùng lúc còn âm thầm cho phép đường dây buôn lậu vũ khí của Hamas tự do hoạt động một cách mạnh mẽ, bên trong hệ thống đường hầm rộng lớn và phức tạp. Mặc dù Ai Cập trước đó đã lên tiếng từ chối cho phép người dân Gaza được sơ tán vào lãnh thổ của mình, do tin rằng trách nhiệm lo cho người dân Gaza thuộc về Israel, cũng như bày tỏ lo ngại về nguy cơ khủng bố trà trộn vào xã hội Ai Cập, việc Israel gần đây đã phát hiện và thành công khai quật thêm hàng chục đường hầm buôn lậu xuyên biên giới giữa rafah và ai cập đã phần nào gợi ý ai cập thực chất có thể đang cố gắng che giấu những lợi ích tiềm ẩn mà giới chức lãnh đạo nước này thỏa thuận với hamas theo đó cho phép guồng máy khủng bố của hamas tự do hoạt động chống lại israel trong khi bản thân ai cập cùng lúc sẽ có thể lạm dụng tư cách là một bên thương lượng giải cứu con tin để đánh bóng tên tuổi trên chính trường quốc tế cũng như tạo dựng cho mình một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo trong cuộc chiến chống khủng bố của Israel. Để đón theo dõi những nội dung mới nhất, xin quý vị đừng quên nhấn nút yêu thích và ghi danh để tài trợ cho các bản tin kế tiếp của đài. Hãy chọn đồng hành cùng chúng tôi. Trong nỗ lực vận động và thu hút lá phiếu của khối cử tri trung thành với Đảng Dân chủ, là các cử tri da đen, Tổng thống Biden đã tham dự và phát biểu tại sự kiện lễ tốt nghiệp của Đại học Nam Sinh Morehouse, được xem là một trong những đại học tư chuyên phục vụ cộng đồng da đen danh tiếng nhất thuộc trung tâm thành phố Atlanta. Trong phát biểu của mình, Tổng thống Biden đã đưa ra những nhận xét được cho là phân biệt chủng tộc khi ông khẳng định rằng những học sinh gốc phi phải cố gắng gấp 10 lần so với những người bình thường mới mong có được một cơ hội công bằng và rằng Đảng Cộng hòa sẽ không chấp nhận sự hiện diện hay sự thành công của người da đen. Tổng thống Biden cũng tiếp lời rằng Đảng Cộng hòa không muốn nhìn thấy người da đen trong tương lai của đất nước, nhưng họ đã sai lầm. Tuy nhiên, những tuyên bố này của Tổng thống Biden đã có phần đi ngược lại, với các thông số trong các thăm dò tỷ lệ ủng hộ gần nhất cho thấy chỉ số ủng hộ từ người da đen cho Tổng thống Biden đang có xu hướng giảm một cách đáng lo ngại, trong khi chỉ số ủng hộ của khối cử tri này dành cho Tổng thống Trump vẫn đang tiếp tục tăng. Ngoài ra, mặc dù vẫn đang dẫn trước khá xa cựu tổng thống Trump, việc một ứng viên dân chủ đang mất đi sự ủng hộ của khối cử tri da đen đã khiến nhiều nhà phân tích quan ngại về tiềm năng chiến thắng của ông Biden vào tháng 11 sắp tới, đặc biệt khi mà hai cuộc tranh luận với tổng thống Trump đang đến gần hơn bao giờ hết. Ngoài việc tham gia phát biểu trên sân khấu của Đại học Beauharn, tổng thống Biden cũng đã được trao một tấm bằng danh dự, đồng thời lên tiếng kêu gọi ngừng bắn ở giải Gaza. Tư thế ấy của tổng thống Biden gần như đã được phóng đại thêm nhiều lần bởi các nhóm biểu tình theo phong trào Palestine bên ngoài Đại học Bauhaus, với các khẩu hiệu tung hô xuyên suốt quá trình biểu tình bao gồm dâu diệt chủng và giải phóng Palestine. Một trong những hình ảnh gây nhiều tranh cãi là tinh thần chào đón có phần lạnh nhạt hoặc kém nồng hậu của người dân trong khu vực Atlanta đối với đoàn xe hộ tống của Tổng thống Biden. Cụ thể, một đoạn ghi hình khung cảnh xung quanh đoàn hộ tống cho thấy đối nghịch với dòng người nối dài luôn có mặt để chào đón đoàn hộ tống của cựu Tổng thống Trump tại nhiều nơi. Đã có rất ít người được nhìn thấy vẫy tay chào Tổng thống Biden trên suốt chặng đường đến nơi gây quỹ của ông. So với các cựu Tổng thống vào cùng thời điểm, bao gồm Tổng thống Trump, Tổng thống Obama và Tổng thống Bush, thì Tổng thống Biden đang có tỷ lệ cử tri bất mãn cao nhất, với các vấn đề bị các cử tri đánh giá thấp nhất bao gồm kinh tế, ở mức bất mãn 58,2%, đối ngoại ở mức 60,5%. Vấn đề xung đột Israel và Palestine ở mức 62,4%, nhập cư ở mức 62,8% và lạm phát ở mức 64%. Với những con số này, có thể nói, giống với những dự đoán trước đó của các chuyên gia kinh tế và chính sách thì tổng thống Biden sẽ có thể gặp khó khăn bảo chữa cho các thành tích của mình trong các cuộc tranh luận chính thức với tổng thống Trump, đặc biệt khi mà bản thân khối cử tri được cho là trung thành với Đảng dân chủ nhất là các cử tri gốc Phi cũng đang có xu hướng từ bỏ tổng thống Biden và đang cân nhắc các tiềm năng cho một sự cải tiến, hoặc chí ít là đổi mới, dưới sự lãnh đạo của tổng thống Trump. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hoa Kỳ và Thế giới ngày hôm nay. Hoa Kỳ và Thế giới là một chương trình tin tức thời sự với góc nhìn từ Hoa Kỳ, phát sóng mỗi ngày từ chủ nhật đến thứ sáu, theo giờ California, thuộc múi giờ Thái Bình Dương. Kính mời quý vị đón theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp